Xin chào các bác. Hôm nay Nguyễn Thức sẽ có một cái đôi giày trắng này, Hunter. Thế mà đôi giày này thì các bác này thấy nó tạo nên một cái điểm nhấn màu xanh viền. Đấy, rất là đẹp. Đấy, các bác đeo như thế này có cảm thấy trẻ không ạ? Đấy, em đang phối màu với lại bộ trang phục quần bò xanh, giày trắng, áo kẻ. Đấy, các bác nhìn thấy một người năm nay 51 tuổi, một cái phong cách như thế này đã cảm thấy trẻ chưa? Nếu mà cảm thấy trẻ rồi và các anh chị nhớ là bấm vào chỗ đăng ký kênh để theo dõi kênh hàng ngày. Còn nếu anh chị nào thấy là Nguyễn Thức phối màu chưa đạt, chưa đẹp, chưa sang thì cho Nguyễn Thức một lời bình luận để Nguyễn Thức có thể học hỏi thêm kinh nghiệm để Nguyễn Thức phối màu cho tất cả các anh chị xem. Các anh chị nhìn cái đôi giày mà tôi phối màu này có được không ạ? Đấy, đôi giày này giới thiệu với tất cả các anh chị. Đấy, đây nó là chất Hunter, mềm vừa, mềm lắm. Đấy, thế nhưng mà người ta này tạo nên, đây là cái màu trắng nhưng mà tạo nên mấy cái hình để tạo nên cái điểm nhấn cái gì cho cái phong cách của chúng ta nó trẻ trung. Đấy, đấy là cái điểm nhấn. Đấy thì cái sản phẩm này đấy, đế của nó này siêu nhẹ luôn. Đấy, chắc chắn độ bền. Các anh chị nhìn thấy cái đế nó đẹp không? Em dám khẳng định với tất cả các anh chị, em quay sát vào cho tất cả anh chị, cái đế nó sắc nét như thế này, đẹp như thế này. Đấy, nó lung linh như thế này, nó không có một cái vết tì nào. Đấy, anh chị thấy đẹp không? Đấy, nếu anh chị nào muốn sử dụng cái sản phẩm này thì nhìn trên màn hình cái video này, nó có mã số của nó. Mã của nó là 03 nha, mã 03. Đấy, sản phẩm rất là đẹp, tinh túy, chất lượng đạt tiêu chuẩn. Đấy, nếu sản phẩm này đến tay các anh chị mà các anh chị cảm thấy không đẹp, các anh chị cứ trả lại cho số mà các anh chị không mất bất kỳ một loại chi phí nào, kể cả từ phí ship. Đấy, đúng không ạ? Đấy nào, các anh chị khi mua hàng thì các anh chị nhớ là trên cái nhãn này đều có tên sản phẩm và tên công ty, số điện thoại, có mã số, mã vạch để cho tất cả các anh chị một cái cơ sở là hàng chất lượng. Còn em nói thật sự các anh chị này, giày dép của bên siêu thị nước ngoài này thì nó là một cái đơn vị có uy tín từ lâu rồi, nhưng mà nói thật sự để mà tiếp thị trên thị trường thì cũng rất ít. Đến ngày hôm nay nhờ cái công nghệ 4.0 để Nguyễn Thức giới thiệu và hướng dẫn cho tất cả các anh chị mua sản phẩm. Các anh chị nhớ nhá, riêng cái sản phẩm đây này, hàng giày thể thao đấy, thì các anh chị nhìn nè, cái đế của nó rất đẹp không? Cái đế của nó lúc nào nó phải có cái vũng này. Đấy, còn cái hàng đẻo đấy thì các anh chị đi là những cái này này, nước xô đi, bút chân vào nước xô đi. Đấy, còn cái giày này đấy thì mình nói thật sự các anh chị là cái sản phẩm này này thì mình đi nó sỏ vào đây cái nó ôm mút chân luôn, nó ôm mút chân luôn mà nó êm. Đấy, cho nên là có những cái anh chị mà đi tập thể dục hay đi đánh tennis đấy, mua cái giày nhái, giày phách cái này này nó đẹp xuống. Đấy, đi nó cứ lệch chết người đi, nó tạo cho cái con người chúng ta như thế là nó bị lệch người. Đấy, đừng vì một chút rẻ tiền mà như thế là nó làm cho chúng ta đi lệch người, sẽ là mình sẽ một cái tác thoái hóa cuộc sống. Đấy, bong gân, những giãn dây cơ chẳng lưng, giãn dây cơ chẳng của bắp chân. Chúng ta làm tiền để làm gì? Để phục vụ chúng ta mà, tiết kiệm để làm gì? Chết không ăn được đi đâu, đúng không? Đấy, nói câu đấy thì nói thật sự nhiều người bảo là nói nó hơi quá, nhưng mà tôi nói thật sự, làm ra tiền tất nhiên mình không nên lãng phí, nhưng mình sẽ phải phục vụ cho chính bản thân mình. Sức khỏe là trên hết, có sức khỏe là có tất cả, đúng không ạ? Thế cho nên là các anh chị nhớ, đi tập thể dục phải đi giày xịn, mà đi chơi cũng phải đi giày xịn, đừng vì một chút nho nhỏ mà một đôi giày xịn đi nó bền. Giá trị, thí dụ như là mình mua một đôi giày 1 triệu mình đi 3 năm, nhưng mình mua một đôi giày 500 mình chỉ đi được 1 năm, thế vậy thì cái nào hơn? Đâu đúng vào đấy cả.
anh chị ạ. Cho nên là anh chị nào muốn mua sản phẩm của bên siêu thị Đức Hòa, hãy gọi điện ngay cho Đức Hòa số điện thoại 0983 681 256, 0846 686 636 để Nguyễn Thức tư vấn bằng hình ảnh video trực tiếp cho tất cả anh chị, để các anh chị sử dụng những sản phẩm tốt nhất. Hôm nay là Nguyễn Thức giới thiệu, thì có anh chị nào có lời bình luận hay là ý kiến hay hơn thì nhớ là viết bình luận xuống dưới để cho Nguyễn Thức học hỏi thêm